Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online, chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 16 tháng 8 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Kiến nghị chuyển đổi 2 triệu hecta đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Tìm cách tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 23 nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Sau gần một năm triển khai thực hiện, chỉ thị 23 đã phát huy một số hiệu quả nhưng cũng nảy sinh nhiều vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ. Đây là nội dung chính trong hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra ngày hôm nay 16 tháng 8 tại tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, sau gần một năm thực hiện chỉ thị, các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan đã dần đi vào nề nếp. Chỉ thị này đã góp phần ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm như lợi dụng quy định về tạm nhập tái xuất để buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế và ngăn chặn được tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa vi phạm các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia qua lãnh thổ của Việt Nam. Bộ Công Thương cũng đánh giá, về cơ bản, các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng phụ phẩm, phủ tạng, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng được thực hiện tương đối chặt chẽ, nguy cơ gian lận thương mại đã giảm thiểu. Tuy nhiên, song song đó là sự tác động mang tính dây chuyền, ảnh hưởng tới một số mặt của đời sống xã hội như các cảng, kho bãi phải hoạt động, cầm chừng do không có hàng, các phương tiện vận tải phục vụ chở hàng hóa cũng hoạt động kém, lao động thất nghiệp gia tăng, giảm nguồn thu cho ngân sách, giảm sút sự phát triển kinh tế xã hội các địa bàn biên giới. Chính vì vậy, Bộ Công Thương cũng như các địa phương đã có những kiến nghị cũng như đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong khi thực hiện chỉ thị 23 về hoạt động tạm nhập tái xuất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khẳng định chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất bước đầu phát huy tác dụng, hạn chế được các doanh nghiệp yếu kém tham gia vào tạm nhập tái xuất. Phó Thủ tướng cho rằng những vướng mắc hạn chế cần thiết phải có giải pháp riêng cho từng loại hàng hóa, thực hiện đúng các quy định về cửa khẩu, rà soát lại các văn bản thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, đồng thời xử phạt nghiêm các địa phương vi phạm các chính sách về tạm nhập tái xuất để xảy ra tình trạng thẩm lậu. Vấn đề nữa là cái buôn lậu trở lại. Đấy. Thì anh Đọc cũng đề nghị là giao trách nhiệm cho ngoài cái việc là ban chỉ đạo 127, các lực lượng trong 127 rồi. Nhưng mà trách nhiệm các địa phương trong cái việc là quản lý chống buôn lậu là cũng phải nêu rõ cái trách nhiệm các địa phương ra. Đấy. Nếu mà địa phương nào mà để cái thẩm lậu, để cái buôn lậu trở lại. Đấy, những cái hàng tạm nhập tái xuất này là anh chịu trách nhiệm và sẽ bị đình chỉ. Phó Thủ tướng cũng giao cho các bộ ngành các địa phương phải đưa ra được những giải pháp căn cơ trong thời gian tới để hoạt động tạm nhập tái xuất phải lành mạnh và phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Cũng trong chiều nay ngày 16 tháng 8 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã làm việc với Tổng Công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về công tác sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2013. 7 tháng đầu năm 2013, tổng sản lượng điện sản xuất của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 là 8,319 tỷ kWh, đạt 56,8% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt gần 8.300 tỷ, đạt 46% kế hoạch năm, và tổng khối lượng vốn thực hiện 7 tháng qua đạt gần 11.200 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty Phát điện 1 đang là chủ đầu tư của 17 dự án điện quan trọng. Trong đó có một số dự án đã và đang được đưa vào vận hành như dự án Thủy điện Khe Bố, dự án Nghi Sơn 1, dự án Quảng Ninh 2. Tuy nhiên, các dự án này đều chậm so với tiến độ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao do đơn vị thiếu vốn đầu tư nghiêm trọng, không thể vay bổ sung cho các dự án thiếu vốn đầu tư do vốn vay chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng mức đầu tư của các dự án. Hơn nữa, chỉ số tài chính của Tổng Công ty không đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ. Chính vì vậy, Tổng Công ty Phát điện 1 đã kiến nghị Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hỗ trợ về vốn nhằm đáp ứng tiến độ thi công các dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đến tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 1. Phó Thủ tướng cho rằng những khó khăn của đơn vị về vốn thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải cân đối cơ cấu tài chính để đáp ứng về vốn cho Tổng Công ty Phát điện 1. Ngoài ra, phải tìm các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ các dự án điện phía Nam của Tổng Công ty Điện 1.
Sáng nay ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và biểu dương các xã điển hình trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá cao nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, chính quyền các địa phương trong việc đã tuyên truyền sâu rộng, kêu gọi sự chung tay giúp sức của toàn dân để xây dựng giao thông nông thôn mới. Trong 5 năm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn bền vững, gắn với mạng lưới giao thông quốc gia, đảm bảo thông suốt 4 mùa tới các xã và cơ bản có đường ô tô đến thôn, bản. Bộ cũng tập trung ưu tiên phát triển giao thông ở các vùng khó khăn để hỗ trợ kinh tế xã hội phát triển nhanh hơn, phát triển giao thông thủy. Kết quả từ năm 2008 đến năm 2012 đã mở mới được gần 15.200 km đường, sửa chữa, nâng cấp hơn 74.000 km đường các loại. Đến nay, đã có 9.051 xã trên tổng số 9.200 xã trên cả nước có đường ô tô về trung tâm xã. Bộ Giao thông Vận tải cũng xây dựng xong kế hoạch phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Phấn đấu đưa hệ thống giao thông nông thôn, đường huyện đạt tiêu chuẩn đường tối thiểu cấp 5, đường xã tối thiểu đạt cấp 6, theo tiêu chuẩn Việt Nam 4054-2005. Từng bước kiên cố hóa cầu cống trên đường giao thông nông thôn, xóa bỏ hết cầu khỉ, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhận định Bộ Giao thông Vận tải đã cùng các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 một cách quyết liệt, tuyên truyền tốt để người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Người dân đã thực sự là chủ thể, người thực hiện và cũng là người hưởng lợi khi xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, người dân đã đóng góp tới gần 10 tỷ đồng, tương đương 18% tổng nguồn vốn và 165,4 triệu ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn. Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận, đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã được nâng cấp một bước quan trọng, có sự liên kết vùng tốt hơn. Vùng sâu, vùng xa đã có thể giao thương thuận lợi hơn, góp phần giúp nền kinh tế chuyển dịch cơ cấu nhanh và hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cái công trình lớn, trọng điểm theo tinh thần nghị quyết số 13, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa 10, và cũng quan tâm bố trí vốn để đầu tư các tuyến, các công trình giao thông, tạo cái sự liên kết vùng, rồi tạo cho cái sự kết nối giữa thành thị và nông thôn, các cái tuyến công trình trên địa bàn nông thôn để tạo điều kiện thúc đẩy tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân của nông thôn. Thứ hai ấy, là phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu sớm đề xuất với Chính phủ một số cơ chế chính sách giải pháp làm thế nào để nhà nước hỗ trợ cho các xã trong cái việc phát triển và xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương rút ra bài học, đưa ra những mô hình xây dựng giao thông nông thôn sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với Trung ương để nhân rộng ra toàn quốc. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 53 xã điển hình trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Phó Thủ tướng cũng nhận định hiện mới chỉ biểu dương các xã có thành tích tốt, nhưng Bộ Giao thông Vận tải cũng cần phối hợp với các địa phương để ghi nhận, tôn vinh những người dân đóng góp nhiều cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn. Hôm nay ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt biểu dương công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Báo cáo của Bộ Công an cho thấy, sau 8 năm thực hiện, Ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay đã có trên 700 mô hình tổ chức quần chúng tự nguyện, tự quản được hình thành theo cơ chế, dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi, có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. Quản lý của chính quyền, công an tham mưu hướng dẫn như mô hình cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, xã an toàn về an ninh trật tự. Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng triệu nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 60-70% tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, nhiều vụ án lớn về tham nhũng, ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em.
để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới, Bộ Công an xác định thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước. Cũng nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 sẽ là thời điểm vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc, từ đó tiếp tục tạo nên một phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân. Đây là những nội dung đã được Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng khẳng định tại cuộc họp báo tổ chức chiều nay 16 tháng 8 tại Hà Nội. Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hoạt động nhằm sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và chỉ thị Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài những hoạt động như lễ báo công dâng bác, các buổi gặp mặt với Chủ tịch nước, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến, hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8 với sự tham dự của 150 điển hình tiên tiến xuất sắc, đại diện cho gần 3.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu của toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 2 năm triển khai các chỉ thị, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, không ngại hy sinh gian khổ, dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc. Đó là những điển hình tiên tiến của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ xuất sắc trong luyện tập, sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất giỏi. Họ cũng là những tấm gương điển hình về phẩm chất và đạo đức của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chiều nay ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức thông báo kết quả sơ bộ sau khoảng 2 tháng triển khai chương trình cho vay gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2013, các ngân hàng đã cam kết cho vay 219 khách hàng cá nhân với số tiền là 65,57 tỷ đồng. Đến nay, đã có 208 trên tổng số 219 khách hàng này được giải ngân với số tiền 48,92 tỷ đồng. Đối với khách hàng doanh nghiệp, hiện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV đã ký hợp đồng cho vay 2 doanh nghiệp, một ở thành phố Hồ Chí Minh, một ở thành phố Huế, với số tiền 658 tỷ đồng, đã giải ngân 34,3 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đăng ký để được xác nhận cho một doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ vay 50 tỷ đồng từ gói 30.000 tỷ đồng. Trong thời gian qua, theo phản ánh của người dân, trước khi ký hợp đồng vay vốn, phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở, dẫn đến rủi ro nếu không được vay vốn từ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 4079 để giải quyết vướng mắc này. Theo đó, Ngân hàng Thương mại có thể xem xét thẩm định và xác nhận với khách hàng sẽ cho vay nếu khách mua nhà phù hợp điều kiện của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Hiện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng đang tiếp tục giải quyết các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân như đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, xã, phường tổ chức thực hiện việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở để tạo điều kiện cho các hộ gia đình cá nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Đề nghị Bộ Tư pháp trước mắt chỉ đạo các văn phòng công chứng chấp thuận công chứng tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, đặc biệt là nhà ở xã hội. Sáng nay ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo về dự thảo, dự án luật thống kê sửa đổi. Đáng chú ý, nhiều đại biểu kiến nghị nên đưa Tổng cục Thống kê về trực thuộc sự quản lý của Chính phủ để công tác thống kê góp phần hỗ trợ tốt hơn nữa cho cơ quan Chính phủ trong hoạch định chính sách. Tại hội thảo, đại diện Ban soạn thảo luật thống kê sửa đổi đã trình bày khái quát dự thảo luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nhóm công việc chính, đó là vai trò của công tác thống kê và tầm nhìn của luật thống kê sửa đổi, nhấn mạnh và quy định rõ hơn tính độc lập của hoạt động thống kê, tăng cường công nghệ thông tin hiện đại cho hoạt động thống kê, dịch vụ thống kê. Một điểm đặc biệt quan trọng được đề cập tới trong hội thảo đó là việc tăng cường hơn nữa tính độc lập và minh bạch của hoạt động thống kê. Và để làm được việc này, theo các đại biểu tham dự hội thảo, cần thiết phải đưa Tổng cục Thống kê trở thành một cơ quan độc lập trực thuộc sự quản lý của Chính phủ, chứ không phải thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như hiện nay. Mấu chốt của vấn đề là phải thấy được cái vai trò của công tác thống kê. Luật lần này nhấn mạnh cái vai trò này, đó là không chỉ là một căn cứ để hoạch định chính sách, đánh giá tình hình hoạch định chính sách, lập kế hoạch, mà còn là công cụ để giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, cái chính sách được thực hiện này. Do đó,
nó phải được độc lập. Để độc lập thì phải độc lập cả về tổ chức, chứ nếu thuộc Bộ Kế hoạch là nơi lập kế hoạch thì vừa đá bóng vừa thổi còi. Thống kê phải được trực thuộc chính phủ. Trực thuộc chính phủ thì từ năm 64 cho đến năm 97 là coi như đã trực thuộc chính phủ. Nhưng mà sau đó tự nhiên nhập vào Bộ Kế hoạch. Thế Bộ Kế hoạch là người lập cho kế hoạch. Thống kê này cấp dưới của Bộ Kế hoạch giám sát kiểm tra làm sao được. Khi phổ biến thông tin, dữ liệu và số liệu thống kê nhà nước nên phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tin cũng như các nhà hoạch định chính sách khu vực công và khu vực tư nhân. Cần đảm bảo rằng những thông tin thống kê là cực kỳ chính xác để phục vụ kế hoạch, chính sách và chương trình của chính phủ. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay, thông tin thống kê càng có vai trò quan trọng trong việc phản ánh sát những diễn biến của tình hình kinh tế xã hội của đất nước, là căn cứ để đề ra các giải pháp, chính sách kịp thời và đúng đắn, phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong ngắn, trung và dài hạn. Sau gần 10 năm thực hiện luật thống kê, nhiều nội dung đã không còn phù hợp trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc đưa ra những sửa đổi hợp lý đối với luật thống kê và đưa vào thực hiện để phát huy hiệu quả hoạt động là việc cần sớm được nhanh chóng hoàn tất. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2013. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2013, thay mặt Chính phủ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức có liên quan xét duyệt hồ sơ danh sách người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo luật đặc xá và quyết định ngày 20 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 8 năm 2013, Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định. Việc tổ chức họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước sẽ được thực hiện từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Thế giới về hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp. Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của dự án với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Thế giới. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký hiệp định theo quy định. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các yêu cầu của World Bank về thuê tuyển tư vấn theo quy định tại hiệp định tài trợ để thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án. Bộ Tài chính lựa chọn và ký hiệp định vay phụ với các định chế tài chính tham gia theo quy định tại Nghị định số 78 ngày 14 tháng 7 năm 2010 về cho vay lại nguồn vốn vay của nước ngoài của Chính phủ để hoàn thành các điều kiện giải ngân của dự án. Phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính cho dự án và ký hiệp định vay phụ với ít nhất một định chế tài chính tham gia để hoàn thành điều kiện giải ngân phần tín dụng của dự án. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Công an Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2013 về vụ việc nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội. Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cho biết kết quả điều tra ban đầu vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ của cơ quan điều tra thu thập và lời khai của những người có liên quan, Công an thành phố bước đầu xác định từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã cấp phát 2.237 phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có 1.149 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau. Ngày 8 tháng 8 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Chí Liêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Cùng ngày, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức Đoàn Thịnh Trường cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ thuộc bệnh viện và 6 cán bộ có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 năm trở lại đây, lúa gạo của Việt Nam đã liên tục bứt phá để phá vỡ những kỷ lục mới trong xuất khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế,
nông dân, những người vất vả một nắng hai sương để làm ra hạt gạo, thì đời sống chẳng những không khấm khá lên mà ngày còn một nghèo đi. Điều đó đã dẫn tới tình trạng, tại một số địa phương, nông dân đã đồng loạt bỏ ruộng. Bởi vậy, có nhiều ý kiến đã cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần phải chuyển đổi đất lúa để nâng cao hiệu quả cũng như giá trị gia tăng. Một trong số đó là đề xuất mới đây của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn kiến nghị chuyển đổi 2 trong tổng số 7,5 triệu hectare đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chương trình Việt Nam Online đã có cuộc trao đổi với nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, rất cảm ơn nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã nhận lời mời tham gia chương trình trò chuyện của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa ông, cho đến thời điểm này thì đất nước ta đã đổi mới được gần 40 năm. Tuy nhiên, cuộc sống của bà con nông dân vẫn rất vất vả. Vậy xin ông có thể phân tích rõ hơn nguyên nhân của tình trạng này. Đúng là sản xuất lúa gạo là đã mang lại kỳ tích của mấy chục năm nay để dân ta là đủ ăn, thế mà có gạo xuất khẩu nhất nhì thế giới. Nhưng mà trong một thời gian dài là phát triển thì báo đã bộc lộ những mâu thuẫn mới do tình mới đặt ra, chúng ta không kịp thời giải quyết, gây nên tạo nên những mâu thuẫn rất là gay gắt ở cái vùng trồng lúa của Việt Nam. Mà nguyên nhân ấy là theo tôi là ba nguyên nhân. Một là yếu tâm lý của dân dân Việt Nam và nhà lãnh đạo Việt Nam đối với cái vị trí của cái sản xuất lúa gạo. Hai là tư duy an ninh lương thực có phần sơ cứng. Và thứ ba là nghiên cứu về tình hình biến động của thị trường gạo thế giới không đến nơi trốn. Và do đó tạo ra là như vậy là lực cản, là tác động đến chủ trương, cơ chế, chính sách đối với sản xuất lúa gạo của nông dân. Thưa ông, được biết gần đây thì ông có đề xuất là chúng ta sẽ chuyển đổi 2 triệu hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang những loại nông sản khác có hiệu quả kinh tế cao hơn để cải thiện đời sống của bà con nông dân. Vậy theo ông thì quá trình chuyển đổi này phải thực hiện như thế nào? Sản xuất lúa gạo hiện nay nếu cứ làm như thế này không hiệu quả, dân không được lợi và nhà nước cũng thua thiệt. Và do đó phải đặt lại cái mục tiêu sản xuất lúa gạo là trong tình cạnh tranh như thế này thì ưu tiên số 1 chúng ta là đảm bảo cái an ninh về gạo ăn đối với nhân dân trong bất kỳ tình huống nào. Thế và còn xuất khẩu trong tình hiện nay biến động thế giới này thì có dư được thì xuất, không dư được thì thôi. Phải đảm bảo có hiệu quả, có lợi cho nông dân và nhà nước không chịu cái gánh nặng không cần thiết. Thế và do đó chỉ giữ lại hiện nay có 7,5 triệu hectare gieo trồng lúa, để lại khoảng hơn 5 triệu hectare, còn 2 triệu hectare gieo trồng lúa chuyển sang cây trồng khác. Thế bây giờ chuyển sang cây trồng khác ấy, thì như vậy là chuyển sang cái đó thì phải đảm bảo 3 yêu cầu. Một là đất lúa và khí hậu ở đấy thích hợp cây con gì thì làm cái đó. Hai là phải đảm bảo hiệu quả cao hơn trồng lúa. Lúa hiện nay có 60 triệu đồng một hectare một năm, lời có 10 triệu. Thì đến cái mới đây là phải 100 triệu đồng một hectare trở lên, mà lời phải vài 30 triệu hectare trở lên. Thì như vậy là nông dân mới đồng tình. Thế và từ cái chỗ ấy, cái đó thì đến cái thứ ba là như vậy là phải đảm bảo thị trường. Lúa gạo này thị trường đang khó khăn, mà làm cái mới mà thị trường khó khăn nữa thì như vậy là cuối cùng lại là gì? Cái khổ đổ lên đầu dân. Và rồi chính phủ cũng chịu sức ép, như vậy là không cần thiết do cái quyết định sai mang lại. Thì tôi nói là chuyển đổi sang cái gì? 2 triệu ấy cái gì? Thì theo tôi là số 1 là chuyển sang làm ngô. Vì thứ nhất, trong 2 triệu hectare này thì có thể chuyển sang làm ngô ở bất kỳ vùng nào, miễn là cái vụ đó là ít mưa. Thì nó cao một tí. Thế ngô là ngô gì? Ngô lấy hạt. Ngô lấy hạt như vậy là lúa là ngô lai cho 8 tấn mét ta nhân 7.056 triệu, cũng nguồn hơn cả lúa trong cả năm. Lúa cả 56 triệu thì một vụ ngô được 6 triệu rồi. Ngô hạt. Mà ngô hạt thì thị trường ấy là có thể nói là cần hàng chục triệu tấn nữa không lo gì tiêu thụ được. Ngô thứ hai là ngô, có loại ngô đường, ngô ngọt. Thế nhưng ngô đường, ngô ngọt thì tôi nói với chị là chỉ có 75 ngày. Có hàng thì bán mỗi bắp của tôi tính 3.000 mét ta là 15 vạn bắp đã 150 triệu rồi. Mà có đi bao nhiêu? 2,5 tháng. Thứ ba là ngô rau, là ngô bao tử ấy. Thì hàng trăm ngàn tấn đều tiêu thụ được, là chỉ có 4-5 ngày. Thứ tư nó là cái ngô để làm thức ăn chăn nuôi, là đợi là trồng đến chỉ độ 70 ngày chín sát rồi chặt cả, xong ta ép lại cho ủ chua để làm thức ăn cho nuôi bò sữa, bò thịt. Và hiện nay thế giới nhu cầu nhập khẩu cái này, trong đó có Nhật Bản rất lớn. Và như vậy tất cả mấy thứ tôi nói về ngô, anh trồng đến 1 triệu hectare cũng được, 2 triệu hectare cũng được, là đều có thị trường cả. Rồi còn loại nữa thì tôi nêu là làm trồng cỏ chăn nuôi. Một bước nhảy vọt lớn trong nền nông nghiệp ta là bò sữa. Đầu năm 2000 ta chỉ tiêu thụ có từ bét nhất Đông Nam Á. Thế mà này Việt Nam 16 lít đầu người, Nam là đứng đầu Đông Nam Á.
Còn nếu có đưa đàm phát triển là 60 lít đầu người một năm thì nước ta cần 8 triệu tấn sữa. 8 triệu tấn sữa thì theo tôi là cần tới 200.000 hecta trồng cỏ để phụ cho nó. Thì anh chuyển sang làm trồng cỏ. Có 30 triệu tấn rồi thì không có lo gì an ninh bất kỳ tình huống nào. Và kể cả sau này là như vậy là có biến đổi khí hậu toàn cầu, ở kịch bản xấu nhất là Việt Nam là mất đi 1 triệu hecta đất gieo trồng lúa thì cái 5 triệu hecta này cũng không đất gieo trồng lúa vẫn giữ yên tâm. Kể cả lúc biến đổi khí hậu toàn cầu, chứ có lo gì đâu. An ninh thực vĩnh hằng cho đất lợi cho nước. Thế còn ảnh hưởng xuất khẩu có. Xuất khẩu. Thế thì như vậy nếu như này thì như này giả thiết là ta làm được 30 triệu tấn lúa để 25 triệu tấn ăn, còn 5 triệu tấn dự trữ. Thì như vậy cái xuất khẩu mấy tỷ đô la Mỹ là không còn. Đấy là một cái hệ quả là giá gạo trong nước sẽ tăng lên. Hệ quả nữa là như vậy là mất cái kinh ngạch này. Nếu mất này bù lại thì như vậy là tất cả ngô với thức ăn nhập khẩu hiện nay là như vậy là tất cả thứ nhập khẩu đã gần theo tôi tới 4 tỷ đô la Mỹ. Thì anh coi như là gì? Là bù lại là đỡ phải nhập khẩu. Thì hai theo tôi tranh coi như vậy. Tức là anh bớt cái xuất khẩu này đi thì đằng kia đồng thời anh bớt cái nhập khẩu kia đi thì theo tôi. Như vậy tất nhiên bài toán không chỉ có cái chỗ lúa gạo, còn tất cả ngành nông nghiệp nó như vậy là còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng hãy nói cân đối cái cân bằng ở ngay trong mùa lúa thôi cũng đã là chúng ta không mất gì cả. Vậy thưa ông, với việc chuyển đổi 2 triệu hecta trồng lúa không hiệu quả như ông vừa có phân tích, liệu rằng có mâu thuẫn với nghị quyết của Quốc hội khi mà chúng ta chủ trương là giữ 3,8 triệu hecta đất trồng lúa? Các nghị quyết và nghị định là do chúng ta xây dựng đến. Thế thì với tư duy như trước, và tình hình chưa phân tích đầy đủ, thì những nghị định và nghị quyết đó là đúng. Nhưng bây giờ nhìn nhận vào thực tế, và qua lợi ích của dân, thế lợi ích dân ảnh hưởng, ta nhìn lại, thế bàn nhau kỹ đi, thì thấy rằng phải sửa đổi. Thì đã sửa đổi như vậy thì sửa nghị định, sửa nghị quyết. Những cái chủ trương sách, cơ chế chính sách mà như vậy là có lợi dân thì mình phải làm. Và khi có lợi dân rồi, mình sửa đổi bất cứ việc gì thì được dân ủng hộ. Và dân ủng hộ, lợi ích dân được hưởng, và được dân ủng hộ chúng ta thì đó là lợi ích tối thượng của nhà nước ta, của đảng ta. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn chia sẻ của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạ dành cho khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 16 tháng 8 đến đây kết thúc. Ngay sau đây sẽ là phần điểm lại các thông tin chính đã phát trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất. Kiến nghị chuyển đổi 2 triệu hectare đất trồng lúa sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Tìm cách tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.